đã chuẩn bị được 350 phần quà. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chia ra làm 3 công đoạn để mình làm cho nó nhanh nè. Hai bạn đầu tiên là sẽ bỏ một lốc sữa vô, bỏ nằm ngang nha. Rồi sau đó tới hai bạn tiếp theo là sẽ bỏ một bánh vô. Có tới cuối cùng là sẽ bỏ 50 kẹo vô, rồi xong rồi đưa đây qua đây cho em kiểm tra, xong rồi em đóng thùng lại là xong. Em ơi, thì hôm nay là em đang làm quà trung thu, em thấy như thế nào? Em thấy ở đây là một cái chương trình ý nghĩa. Em dịp tới đây thì để đi dành cho tặng cho mấy bạn trẻ và mấy người hoàn cảnh khó khăn ở đây. Thì hiện tại mình với mấy anh em vừa xếp quà cho mấy em nhỏ xong, thì hiện tại mình đang rất là vui, mặc dù mệt nhưng mà hiện tại thì mình với anh em đang rất là hào hứng cho chuyến thiện nguyện lần này. Cảm xúc của mình thì hiện tại không biết nói gì hơn, nhưng mà kiểu mình đang rất là vui và hào hứng với mấy anh em. Quý anh em, hôm nay bên hệ thống vũ trí chuẩn bị tinh thần đóng góp cho những người rất là quan trọng một năm chỉ có một lần, đó chính là những em thiếu nhi, để chào đón một ngày trung thu của một năm mới, một năm duy nhất chỉ có một lần. Ở đây là bên hệ thống vũ trí đã chuẩn bị được 350 phần quà cho các em thiếu nhi đi về hướng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và những cái phần quà đã chuẩn bị nơi đây, đây là phần quà cho các em, mỗi em sẽ được một bịch một túi như thế này. Nga em mà đã gắn bó với thầy từ nãy giờ là sắp xếp cho những phần quà để chuẩn bị sắp tới đúng ngày trung thu thế. Và đặc biệt hơn nữa là kế bên đó sẽ có một cái chương trình cắt tóc miễn phí, thì đội ngũ anh em đi về dưới đó cũng rất là nhiều, cũng rất là đông, chắc khoảng cỡ 30-40 em. Thì một ngày bên đội ngũ vũ trí sẽ cắt được từ 300-400 người. Rồi xin chúc tất cả quý anh chị em và đặc biệt là các em thiếu nhi, những ai đã có cái miếng vé trên tay, những miếng thẻ trên tay là chuẩn bị sẽ được nhận một phần quà ý nghĩa này cho ngày trung thu một năm mới. Bye bye. Nhân dịp trung thu năm nay thì thay mặt cho ban công tác mặt trận lớp Phước Bình thì tôi cũng xin cảm ơn đoàn vũ trí shop Ba Bơ đã đến tài trợ những suất quà cho các em thiếu nhi vui mừng trong dịp Tết trung thu năm nay. Thay mặt cho ban công tác mặt trận lớp Phước Bình xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đây là khu vực cho các học viên vũ trí cắt cho các bà con ở đây. Còn khu vực bên này là khu vực xã phát quà cho các em thiếu nhi nhân ngày trung thu năm 2023. Và ở đây là năm vũ trí năm nào cũng về để hết, nên sẽ cố gắng mỗi năm sẽ tăng một phần quà nhiều hơn nữa để cho giúp các bà con đây. Các bà con ở đây thì các em ở đây đông lắm, nên mỗi lần về là thấy cái số lượng các em tăng lên, nên thành thử ra hay nhói lòng đó. Phần quà chỉ năm nay chỉ làm được có 350 phần quà thôi, nên sẽ cố gắng năm sau sẽ 500 phần quà. Thank you.
tên Nguyễn Anh Tuấn. Và chúc các bạn Trung thu vui vẻ. Rồi, hôm nay con có quà không? Dạ có. Con tên Nguyễn Gia Bảo. Dạ. Con làm gì? Con nhận quà. À, dạ đây. Chúc các bạn Trung thu vui vẻ. Phước ơi, thì hôm nay buổi cắt tóc từ thiện này em có cảm nhận như thế nào? Dạ, từ thiện hôm nay được chuyến đi ý nghĩa cho mấy anh em là với lại hai sư phụ thì rất là vui và ý nghĩa, mang những phần quà và cắt tóc, mái tóc đẹp cho mấy em tại đây là tụi em rất vui. Em cảm thấy hôm nay là một buổi rất là ý nghĩa khi được cùng với anh em đi tóc tại đây vào lễ Trung thu để phát quà cùng các bạn trẻ. Hôm nay có chuyến đi từ thiện cùng với sư phụ, hai sư phụ và thầy cùng anh em chủ trí, mình cảm thấy rất là vui và mang đến những đầu tóc mới mẻ cho các em nhỏ ở đây.